Vậy vì sao đây? Nói để xem xét vô, nói cho lên. Em bị tóc bị cháy đẹp cổ và lưng đang khóc gói này, thì cái bên thái dương bên nửa bên đầu này nó thỉnh thoảng nó cứ hay đau. Ừ, bây giờ có đau không? Hiện thời thì không đau nhưng mà nó thường đau. Ừ. Còn cái em bị mổ là cách đây cũng 20 năm rồi, mổ cái em là 4 là 5 em. Bổ thôi chứ đâu có gây kẹp sách kẹp gì luôn đó, là gì được rồi. Ở trên vai này buổi tối ngủ thì nó nhức ở cái bả vai dưới này, nhức cái bả vai với lại cái đau cái lưng. Rồi. Dạ, chủ yếu là bị cái nói chung là rờn hết rồi. Dạ. Bây giờ đi qua đây, đi qua đây. Suy tĩnh mạch luôn rồi. Rất. Cài nhiều quá. Sẵn ra rồi. Không biết đây, biết đây. Rồi, bây giờ đưa cái tay này vòng ra sao? Đó là tôi đang ngon lành. Ok, rồi tay kia à, mọi người thấy chỉ tới đây tay không à, rồi chị ngồi đây được rồi. Thì như vậy á, ngồi quay mặt đi. Thì như vậy á là chị bao nhiêu tuổi rồi? 55 tuổi. Nhà đâu vậy? Ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Dạ. Làm nghề gì? Em mới nghỉ hưu. Thú y. À, thú y. Dạ. Bác sĩ thú y hả? Dạ. Ừ. Đấy mà cái nghề này tối ngày ngồi một chỗ à, ở đây tôi hay nói với mọi người là cái bệnh của mình là phần đông là mấy cái bệnh này bệnh nghề nghiệp à, ra là bây giờ một cái tay nó vậy rồi, bây giờ cái cổ xoay coi cái đau chỗ nào. Ngửa ra đau rồi cứ mang đi rồi. Ok, cuối sáng vô rồi không có gì, cái ngửa thôi thì mọi người cứ nhìn ha. Rồi nghiêng đầu qua bên đây sao hết ra coi bị hơi cứng nè, hơi thôi cứng rồi, đây ở đây ngon hơn. Dạ. Thấy chưa, ở bên đây xoay qua bên trái thì ok, bên phải thì không ok, ngửa ra thì cũng ok, đúng không? Rồi tối thường thường á, mọi người biết á, là cái đau cái tay á là do là cái chèn của cổ á, chèn cột xuống cổ á nó đau ha, rồi làm cho cái vai đau, rồi chạy xe không đau, rồi chạy cái tê tay hết. Rồi tới đi học cái ngày này. Dạ, học hôm thứ hai. Cái tay thì bị còi súng. À, còi súng nữa. Tay yếu. Yếu luôn. Tại vì cái còi súng là chuyện khác. Bây giờ nó rơ hết rồi. Nên không, còi súng lại là chuyện khác. Còn cái chuyện mà cái tê cái tay là do chèn cái cục sống cổ, giống như cái chị kia, chị nó C4, C3, C4, C5 đều bị hết. Thì cái này nó cũng vậy. À, rồi, còn cái lưng chị, bây giờ chị ngồi xuống đứng dậy được không? Đang ngồi thử coi. Cuối thì hơi khó. Cuối, à, cuối là tới đó thôi. À, rồi tới, bước tới chút xíu anh ngồi xuống đứng dậy coi. À, vậy cũng chưa đến đổi. Cái khớp thì nghe rớt rớt nè. À, nói chung là rớt rớt nè. Thì như vậy á, là tôi sẽ chữa cho chị này, chắc chữa chị này hết giờ nè. Tại vì chị bệnh nhiều quá. Rồi đi qua đây đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học vừa học mà vừa chữa luôn một cái bài mà ai cũng làm được ha. Thì cái bài này á, là thường xuyên mình về nhà mình nói người nhà mình á, giúp cho mình cũng được ha. Thì thường thường xuyên mình làm cái đó thì cái vai nó cũng sẽ đỡ đau ha. Đó là mình bấm cái ngũ bội tâm tinh, mọi người học chưa? Học rồi đó, đúng rồi đó. Thì cái ngũ bội tâm tinh á, thì riêng cái lắc cái tay mình mà lắc đều vậy á, ủa đang hả? Sao mình mấy rơi dữ vậy hả? Nghe rớp rớp hết rồi. Và mọi người nhớ là đối với trường hợp như chị này á, là hôm nay có bỏ ăn chưa? Chưa, sáng mới giờ này đi tư vấn em bị bao tử này. Không sao, cứ bỏ ăn. Dạ, thì sáng có hỏi chị kia, em cũng muốn làm theo á. Ờ, phải làm theo chứ muốn gì. Tại vì bây giờ đau bao tử nó hơi sợ. Không có gì đâu sợ. Ờ, ngán vậy đó. Rồi tay kia. Nè, thì bây giờ làm cái tay kia thấy nhẹ chưa? À, mình chỉ cần vũ vậy là cũng đã dễ chịu rồi. Thấy không, nghe cục cục không? Xương cốt rớp rớp hết rồi.
Đó chứ. Rồi thì sao biết là đi học? Đang coi trên mạng thôi. À, mình coi trên mạng rồi cái bị... Bị cái đau nó cứ bị đột quên. À. Rồi, riêng cái mà mình dựng cái tay không ấy là mọi người thấy là đã dễ chịu bao nhiêu rồi. Ha. Rồi bây giờ rồi co đưa tay kia lên, cái tay không mình lên. Khác liền ha. Hấp dẫn ha. Rồi để nguyên vậy đi ha. Nghe cái đã liền phải không? Vô rồi đó. Rồi, quay tay lại cho nó lành, quay hết ga lên đi. Đấy. Ok rồi chưa? Rồi, tức quá ha. Chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà cái thường thường á, mà chị này chị hay bị đau á, rồi đau cái đầu hai lần từng cơn không? Có, nó có lâu lâu nó đau đây. Nó đau ở đây nè. Buổi tối nó hay đau. Rồi nó giật. Dạ, có lúc nó đau nguyên cái vùng đầu, rồi, cái tay quào. Đúng rồi, quào là nó đau hết cái đất. Được rồi, ok. Từ giờ cái động mạch chẳng là tôi biết nha rồi. Rồi, cái cô này có đau á là mọi người biết gì không? Là do thiếu máu não, tức là thiếu oxy trên não mà não bên trái. Thành ra là ở đây ai học mới học mà ai bị đau đầu đâu? Lên đây. Lên đây. Nhanh. Đây, đây Nguyên, không sao đâu. Cơ hội. Không, học nghề thôi, đưa tay. Đưa tay này, đưa tay này, cái ngón cái này ha. Rồi, cô đặt vô ngay chỗ này. Rồi sờ vô. Nghe cái mạch đập không? Đập yếu nhưng mà giờ cứ tiên lượng. Ha, ok. Rồi, đập bên đây nè. Rồi yếu hơn nữa. Thấy không? Rồi, được rồi. Giờ là biết rồi ha. Tức là máu ở lên não bên bên phải thì ok, mà bên trái thì không ok. Cho nên á, máu bên trái á, là nó thuộc về cái bán cầu não trái, tức là cái tư duy về logic cũng như trung tâm ngôn ngữ á, nó nằm bên não trái. Cho nên nếu máu thiếu lên đây thì chị này thiếu cái này, mà thiếu cái này á, là hay quên. Đúng rồi. Cái này phải thực hiện cái nhịn ăn rồi các thứ như kia. Bây giờ tôi làm cho cô này á, là chắc chắn là cho cô sẽ không còn bị đau cái đó nữa. Nhưng mà là bắt buộc phải thực hiện cái kia. Đây nè, mở dư cái đóng nó bao hết cái đồng mình chẳng nè. Cho ăn cho nhiều. Không, làm cái này cái. Bây giờ nghe cái đầu nghe khác chứ. Đau mà khác nha. Rồi, cho ngồi đây đi. Rồi, ngồi đây quay lưng lại. Đấy, xích qua đây nè. Đang trở lại đó, đúng rồi. Được chết rồi. Nó về chưa sướng lắm. Đấy. Rồi quên đó. Trời ơi. Nắm đi. Nắm đi, nắm đi chắc. Ha. Ok. Rồi, mềm người xuống. Đó, đúng rồi đó. Mềm gì? Rồi, mềm xuống. Mềm xuống. Ha. Mềm xuống. Rồi. Hay à. Nghe có đã quá. Ok, rồi nằm xuống đây đi. Nằm ngửa. Rồi, người nào biết gì? Anh Nguyên. Nàng này hay hỗ trợ. Chưa. Bạn ngồi quen đi.
Tới nè. Tới nè. Đó, đó. Em giữ cái đây nè. Cái này giờ mình giữ đây cho bị lôi bị dướng lại ha. Biết đủ nặng. Đủ. Đúng nè. Vậy là đủ nặng rồi. Nghe chưa? Nghe chưa? Yeah. Nằm dướng. Nghiêng nghiêng người. Chuyên nghiệp. Rồi. Sao rồi? Bây giờ cúi xuống hay cúi đầu xuống? Không có. Cúi đứng thì cúi lưng coi sát coi được chưa? Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Rồi. Rồi ngửa, ngửa được chưa? Ngửa được rồi ha. Rồi quay qua bên kia. Nghiêng quá. Vậy nè, đây đó, nghiêng. Đứng yên nhìn đó, nghiêng cái cổ qua cho nó ngon lành chưa? Đó, rồi qua đây. Ok, cái bên đây nó còn dưới một chút. Rồi đây. Nhưng mà giờ cổ sướng lắm rồi đó. Gật đầu khoái. Rồi, bây giờ nghiêng lại bên đây. Đó, rồi nghiêng lại bên đây. Ok rồi ha? Nhẹ. Nhẹ quá ha? À, thích ha? Gì? Đâu? Để đưa đi sờ đầu nghe. Đấy. Chờ lõn xương, đụng với cái lõn xương, lõn xương. Nghe đã gì đâu em. Trời ơi, bao nhiêu bệnh tật gì đó đâu rồi. Không biết tiêu ấy. Rồi bây giờ nghiêng cái này, cái đầu nghiêng qua cái bắt đầu khác rồi. Rồi, ok chưa? Ôi trời, bây giờ là dễ quá. Không có kiểu rồi. Rồi, ngửa ra sao đi. Ngửa ra sao? Ôi trời ơi. Cái ngửa ra sao là thấy rõ. Hồi nãy là nó nhấp có bây giờ nó êm êm. À, giờ nó êm quá rồi em. Trời ơi. Chưa bao giờ thấy rồi sướng như bữa nay phải không? Rồi, cái quan trọng là bây giờ sau khi cái cổ mà hết chèn á thì cái tay này đưa lên khác liền quý vị. Rồi, đưa lên. Nữa. Ngon lành lắm. Trời ơi, bây giờ sao rồi? Không, dạ đi học thấy không tiếc quá. Dạ. Thôi về. Được rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.